Thông tin các ca mắc mới. Tính từ 19 giờ ngày 28 tháng 7 đến 6 giờ ngày 29 tháng 7 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.821 ca mắc mới trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.715, Bình Dương, 406, Long An, 179, Đồng Nai, 159, Tây Ninh, 139, Bà Rịa, Vũng Tàu, 52, Đắk Lắk, 37, Vĩnh Long, 31. Khánh Hòa 18, Kiên Giang 18, Phú Yên 15, Đồng Tháp 15, An Giang 10, Hậu Giang 8, Cần Thơ 6, Nghệ An 4, Bình Định 3, Bạc Liêu 2, Đắk Nông 2, Lạng Sơn 1, Hà Nội 1, trong đó có 587 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến sáng ngày 29/7 Việt Nam có 123.640 ca mắc, trong đó có 2.207 ca nhập cảnh và 121.433 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 119.863 ca, trong đó có 24.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 0562 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, yên bái Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Nam Định. Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, Lào Cai, Ninh Bình, Con Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị. Tình hình điều trị Tổng số ca được điều trị khỏi, 27.457 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị y cầu, 211 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO, 17 ca. Tình hình xét nghiệm Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 5.598.823 mẫu cho 16.212.643 lượt người. Tình hình tiêm cũng Trong ngày có 307.273 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.321.839 liều trong đó tiêm một mũi là 4.825.209 liều, tiêm mũi 2 là 496.630 liều. Theo Dinh,